Xin chào quý anh chị và các bạn. Vừa có một người tài xế lái xe container, tức là xe tải đó các bạn, cũng là trong nghề của mình, vừa mới bị đột tử trong khi lái xe, chết đột ngột luôn các bạn. Thì chết ngay tại Long An. Trong cái camera hành trình để được để phía sau xe, tức là ngay cái giường nằm, thì các bạn cũng quan sát thấy là may mắn là có một tài xế phụ, tức là một có thể là một lơ xe. Bên Việt Nam thì hay có lơ xe các bạn, nhưng bên Mỹ này nếu mà hai người ngồi trên xe là hai người tài xế, chứ không phải là một người tài và một người lơ, không có. Ở Việt Nam thì có thể là người đó là lơ xe và trong lúc ngủ thì thấy tiếng động và cái anh tài xế anh đã đột tử, thì ảnh may mắn là ảnh nhảy lên kịp và đạp thắng, cố gắng đạp thắng để mà tấp vô lề. Thì khi mà tấp vô xong thì người dân ở đó cũng có cấp cứu và giúp cho anh ấy để tỉnh lại, nhưng mà rất tiếc là ảnh đã không qua khỏi. Thì đây là một trong những cái trường hợp mà gọi là đột tử rất là xảy ra rất là nhiều về những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe. Ở bên Mỹ này các bạn biết là những người tài xế á, được chính phủ Mỹ kiểm soát về việc lái xe và ngủ ở trên đường rất là gắt gao các bạn. Thì ở Việt Nam thì hầu như là không có kiểm soát về vấn đề này. Thì chạy khỏe thì chạy, mệt thì ngủ, muốn đậu đậu đậu, muốn ngủ đầu ngủ, nói chung là mệt thì ngủ, tỉnh thì chạy, đôi khi hàng gấp thì cũng phải chạy chạy liên tục. Còn bên Mỹ này thì khác các bạn. Đây mình chia sẻ là cái khác nhau thôi nha, chứ mình không có so sánh nha các bạn nha. Thì bên Mỹ này nó khác, thì hy vọng là những cái hay thì mình nên học hỏi theo thôi. Thì bên Mỹ này họ kiểm soát về cái vấn đề những người tài xế trên đường rất là gắt gao. Thì một ngày nó có 24 tiếng và người tài xế chỉ được chạy tối đa là 11 tiếng mà thôi. Còn lại 13 tiếng thì 3 tiếng là để mình tắm rửa, mình đổ dầu, mình ăn uống và mình kiểm tra xe. Ok, còn 10 tiếng còn lại á là ngủ. Ok, và chính phủ Mỹ á họ bắt buộc các bạn á, những người tài xế bên đây á, là khi chạy đủ 10 tiếng hoặc 11 tiếng là hết giờ chạy trong một ngày. Một ngày có 24 tiếng đúng không? Hết giờ chạy là không được phép chạy nữa. Thì không được phép chạy á, là bắt buộc họ phải đổ xăng, đổ dầu, sau đó họ sẽ vô họ ngủ. Và khi họ ngủ á, là ngủ liên tục 10 tiếng nha các bạn. Chứ không phải là ngủ 5 tiếng. Ví dụ bạn chạy được 5 tiếng, bạn mệt quá, đi vô chỗ đó ngủ 5 tiếng, xong rồi thức dậy chạy 5 tiếng nữa, xong rồi là được hết 10 tiếng rồi đúng không? Xong rồi vô ngủ 5 tiếng nữa, không được. Không được cái chuyện đó ở Mỹ nha các bạn. Khi mà bắt đầu ngủ là ngủ một mạch 10 tiếng chứ không được phép ngắt quãng ra, không được phép làm điều đó. Và trên xe hồi xưa ở bên Mỹ này á thì người tài xế á là phải mua một cuốn sổ, ở trong những cái cây dầu ở đây có bán, nó gọi là logbook. Logbook có nghĩa là hành trình, nhật ký hành trình. Họ lấy cây viết và họ gạch lên, ví dụ họ chạy 3 tiếng xong tới chỗ này cái họ đổ dầu, họ ghi vô họ đo dầu cho họ ở địa điểm nào. Xong rồi chạy tiếp tục thêm 4 tiếng nữa, rồi ghé vô kia ăn cơm, rồi xong cái chạy thêm 3 tiếng nữa là hết giờ. Ok, hết giờ và tới ngay cái điểm mà điểm hết giờ là ngay chỗ nào. Ví dụ như từ Cali qua bên Florida chẳng hạn, ví dụ như hết giờ ở bên Arizona chẳng hạn, thì bạn sẽ ghi là ngủ ở ngay Arizona, ngay cái chỗ nào, thành phố nào nữa nha, phải ghi chính xác như vậy. Sau đó hết 10 tiếng ngủ dậy và bắt đầu lật qua trang khác, là vẽ một cái ngày khác, và một ngày khác là bắt đầu khởi hành từ Arizona đi tiếp. Thì cứ như thế các bạn, cứ như vậy liên tục như vậy, và hết giờ 11 tiếng, 10 tiếng 11 tiếng là phải ngủ, không được phép chạy thêm. Nếu mà cảnh sát mà bắt được những trường hợp đó thì bị phạt rất là nặng các bạn. Cái người tài xế bị phạt rất nặng, không những bị phạt về tiền tiền nặng nha, nó phạt lên đến cả ngàn đô la luôn, và nó phạt luôn trong cái bằng lái nữa, và cái hãng cũng bị ảnh hưởng luôn đó. Cho nên là nó rất là nặng. Bên Mỹ nó kiểm soát cái vấn đề đó rất là nghiêm khắc. Còn hiện hiện tại bây giờ thì càng ngày nó càng hiện đại, thì các bạn biết nước Mỹ nó rất là hiện đại. Họ đã thiết kế ra một, thay vì hồi xưa là dùng cái cuốn sổ, cuốn sách để mà gạch, đúng không bạn, gạch bằng tay, thì hiện tại bây giờ họ thiết kế ra một cái máy một cái dụng cụ bằng điện tử, và cái dụng cụ đó nó kết nối thẳng vô chiếc xe. Những chiếc xe đời mới bây giờ á, là nó có một cái cổng kết nối, là khi chiếc xe hiện đèn, ví dụ như hiện đèn báo lỗi này lỗi kia, thì người thợ á, gắn cái computer, là cứ là cái máy tính á, gắn vô chiếc xe, rồi sau đó họ sẽ kiểm tra trên máy tính là chiếc xe đang hiện đèn là bị lỗi gì. Ok, thì cái máy này, cái máy hiện tại bây giờ á, nó thiết kế ra và cái cổng gắn cũng ngay cái lỗ luôn,
và khi gắn vô là cái máy đó nó kết nối với chiếc xe, thì khi chiếc xe di chuyển ở đâu là họ đều biết hết. Bạn không có giống như nó có GPS vậy đó, giống như cái định vị vậy đó, bạn nhúc nhích tới đâu là biết hết. Và họ bắt các bạn cũng làm bằng gạch giống y chang như cái hồi xưa bằng giấy, tuy nhiên bây giờ bạn phải sử dụng bằng cái app, bằng một cái phần mềm. Thí dụ bạn xài Samsung thì bạn phải download cái phần mềm nó về, bạn xài iPhone bạn cũng phải download cái phần mềm nó về, thay vì bạn gạch bằng tay thì bây giờ bạn bấm bằng trên máy, trên mà bằng điện tử, bằng trên cái phone, bằng trên, bạn thấy không? Tại sao họ kiểm soát về cái vấn đề đó một cách coi như là chuyên nghiệp và gắt gao như vậy? Tự vì á, đa số những cái trường hợp xảy ra tai nạn là do cái sức khỏe, mà do cái buồn ngủ là nhiều nhất, nhất là buồn ngủ. Thì khi mà mình có đủ cái sức khỏe thì mình mới lái được, và mình mới kiểm soát được cái độ an toàn trên đường. Các bạn biết chiếc xe tải nó bự lắm, đâu có nhỏ đâu. Nếu mà có chuyện gì xảy ra là nó rất là nguy hiểm. Cho nên những người tài xế ở bên Mỹ này họ được đào tạo và được kiểm soát gắt gao về vấn đề lái xe trên đường và về vấn đề luật pháp, liên quan tới luật pháp. Và họ đã tuân thủ, rất là tuân thủ theo. Tại vì nó không chỉ ảnh hưởng tới cái bằng lái. Cái bằng lái là cái chén cơm của mình. Thì khi mà mình đã có chuyện gì đó xảy ra là nó ảnh hưởng tới cái chén cơm, và nó ảnh hưởng luôn là cái công việc của mình nữa. Và trong cái hãng của mình từ xưa tới giờ, từ lúc mình mở cái hãng này ra mình làm tới bây giờ, mình không bao giờ mình có cái suy nghĩ trong đầu là mình chạy ăn gian hết. Gọi là chạy ăn gian đó các bạn, có nghĩa là mình lấy hàng rồi mình thúc ép tài xế hoặc là thúc ép những cái người làm ăn chung để mà thí dụ như là bên Mỹ này nó có hàng, nó gọi là vậy nè, đi solo tức là đi một mình là một người tài xế, và đi team tức là hai người tài xế, có nghĩa là một ngày bạn chỉ chạy được 10 tiếng, bây giờ thêm một người lái nữa thành 20 tiếng một ngày, có nghĩa chiếc xe chạy liên tục không nghỉ. Cái đó là đi team á, thì cái tiền của cái lót hàng nó cao hơn là đi solo. Các bạn hiểu ý mình nói không? Thì khi á mà mình làm ăn, mà mình làm ăn mà kiểu mà ăn gian á, thì mình sẽ lấy cái hàng team mình cho một người solo chạy nha. Thì một người đó có thể họ chạy được, họ có thể họ sẽ chạy được. Tuy nhiên á, mình làm như vậy á thì nó rất ảnh hưởng, nó ảnh hưởng dữ lắm. Thứ nhất là ảnh hưởng cho cái hãng, thứ hai á là người tài xế sẽ không có sức khỏe để mà lái, mà khi không có sức khỏe nó sẽ xảy ra tai nạn, mà khi tai nạn xảy ra nó cũng ảnh hưởng luôn cái hãng luôn, mà nó ảnh hưởng luôn, rất là ảnh hưởng nha. Thì khi mà chính phủ mà nó lôi ra đó, tại sao đây là một người lái mà lại lấy hàng thêm, đúng không? Hàng thêm là hai người, tại sao lại lấy hàng thêm cho một người lái? Nó rất là nguy hiểm. Và cái chuyện đó hầu như là cái hãng của mình từ xưa giờ mình không bao giờ mình làm điều đó. Đi solo là solo, mà đi team là đi team, chứ không phải là mình ép để mà người ta chạy. Tôi vì không được bao nhiêu tiền, không hơn được bao nhiêu tiền, nhưng mà cái nó để ảnh hưởng cho cái lâu dài. Đó là cái quy trình làm việc của bên mình ở bên đây. Những anh em tài xế bên đây rất là giỏi và tuân thủ theo cái luật pháp, mà nhất là cái sức khỏe. Tại vì họ được ngủ đầy đủ một ngày 10 tiếng thì cái sức khỏe nó mới đủ sức khỏe để mà lái xe. Đó, cho nên là qua cái bài học này á, thì mình hy vọng là sẽ có những cái biện pháp nào đó để mà kiểm soát được vấn đề gọi là lái xe mà không có sức khỏe, lái bất chấp, để mà để nó xảy ra không chỉ bản thân mình. Bây giờ đó như cái anh đó, anh tài xế đó, anh độc tử, thì có phải là bị ảnh hưởng tới riêng bản thân của gia đình ảnh, nhưng mà lỡ mà ảnh mà ảnh đụng vô người khác thì sao các bạn? Ảnh đụng vô biết bao nhiêu người thì sao? Rất là nhiều tai nạn, giống như là vụ mà hồi xưa cách đây khoảng 1 năm 2 năm gì đó, có anh tài xế lùa hết nguyên một đám ở ngay đèn xanh đèn đỏ, ở dưới Long An luôn. Thì các bạn thấy nó ảnh hưởng tới luôn tới người khác nữa. Cho nên là hy vọng là các anh em tài xế, bạn bè anh em tài xế cẩn thận hơn về vấn đề sức khỏe. Thì mình có sức khỏe, mình còn sức khỏe thì mình sẽ còn làm ra tiền. Đừng vì cố gắng một chút xíu gì đó về một cái lợi nhuận trước mắt mà mình phải đánh đổi, hoặc là mình sẽ xảy ra những cái chuyện gì đó nó không hay, thì khi mình giải quyết cái sự cố nó rất là phức tạp, rất là phiền phức và rất là quá chạy đầu. Mình không bao giờ mình ép những anh tài xế chạy. Khi mà anh về đây anh nói anh mệt, hoặc là anh nói anh bệnh, hoặc là anh nói anh có bận công việc, hoặc là anh nói sức khỏe anh không tốt, là mình sẵn sàng mình cho nghỉ để mà dưỡng sức. Còn cái thời gian chạy ngoài đường cũng vậy,
Thí dụ như anh nói anh mệt, anh chạy không nổi cái lô hàng xa như vậy hay là sau đó thì mình sẽ lấy một lô hàng khác để mà cho anh chạy. Tại vì mình phải bảo toàn cho cái chuyện mình làm ăn ở lâu dài và cho tất cả mọi người, chứ không phải là riêng về cái hiện tại là mình phải thúc ép người ta để mình kiếm tiền. Cái đó là cái cách mình làm việc bên đây, là mình không có làm việc kiểu đó. Hy vọng sau cái clip này mình chia sẻ vài điều về những cái quy trình làm việc của những người tài xế container, tài xế xe tải hạng nặng ở bên Mỹ này như thế nào, để cho anh em bên Việt Nam có thể là những ai mà thấy được cái gì hay hoặc cái gì nó tốt. Tại vì nước Mỹ nó đã đi trước cái nước Việt Nam mình lâu rồi, cho nên là mình thấy gì người ta hay cái gì thì mình học theo, chứ không phải là mình chê bai gọi là ở bên đây tại sao hiện đại quá, bên kia tại sao dở quá. Không phải chuyện đó, không phải là như vậy, mà là mình thấy được cái gì. Giống như là bạn chơi với bạn một người bạn đi, bạn thấy người ta giàu có, tài năng và giỏi thì bạn phải bắt chước, bạn học theo họ, thấy những mình thấy được người đó giỏi về cái gì, tài năng về cái gì, mình cố gắng mình học theo, chứ không phải là mình thấy người ta vậy bắt đầu mình ganh tị với người ta. Các bạn hiểu ý mình đang nói chia sẻ trong cái clip này, có nghĩa là mình không hề mình chê bai bất kỳ chuyện gì, thì mình lấy những cái gì mà bên Mỹ này nó có để mình chia sẻ và mình làm cái kênh của mình để mình chia sẻ để cho ai thấy được những điều hay và có thể học theo. Mình chỉ chia sẻ những điều hay thôi, còn những điều tệ hại, những điều dở, còn những điều bê bối thì không ai mà lên lên đây ngồi nói nha. Những điều bê bối lại làm gì, nói ra có hay ho gì đâu mà nói. Mình nói, tốt nhất là mình nên nói những điều hay thì nó sẽ hay hơn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video của mình. Bye bye và hẹn gặp lại.